Sau 5 ngày tạm hoãn, Ngọc Miu tươi cười cùng người tình Văn Kính Dương đến phiên tòa sơ thẩm hôm nay 23 tháng 7. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Văn Kính Dương cùng các đồng phạm. Ở hai ngày xét xử trước đó, 16/17/7, hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn 5 ngày để chờ Văn Kính Dương tìm luật sư mới, đồng thời ổn định sức khỏe cho bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam tiếp tục cập nhật. Văn Kính Dương mời 3 luật sư mới, từ chối luật sư chỉ định từ tòa án. 8:50, luật sư bào chữa cho bị cáo Văn Kính Dương cho biết, vì hai phiên tòa trước luật sư không tham dự nên mong ngày hôm nay sẽ được hỏi hết những câu hỏi để làm rõ vụ án, có thể trùng với các câu hỏi trước đó. Luật sư hỏi bị cáo Văn Kính Dương về việc giấy chứng minh nhân dân giả, Dương cho biết hình ảnh trong chứng minh là của bị cáo nhưng mua trên mạng. Văn Kính Dương nói rõ về mối quan hệ với Tom, Nguyễn Đức Kỳ Nam. Bị cáo chỉ tham gia bán hàng, còn sản xuất là của anh Nam. Bị cáo không biết công thức sản xuất này. Bị cáo tìm người giúp anh Nam, bị cáo Quân và Mang, Dương trình bày. Nói về việc chia chác, sau khi bán xong ma túy, Dương cho biết ai có công nhiều hơn thì được phần nhiều hơn. Nhưng thực tế chưa có chia tiền vì bán được chưa thu lời, còn phần chia 7/3 như cáo trạng chỉ là lời khai giả. Bị cáo đưa cho anh Nam khoảng 200 triệu, bị cáo có chia ma túy cho Tú, Dương khai. Bị cáo Văn Kính Dương trả lời trước hội đồng xét xử bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Tom, theo lời khai của Dương chính là người tổ chức sản xuất ma túy. 8:45, hội đồng xét xử bắt đầu phiên làm việc. Thư ký phiên tòa cho biết, bị cáo Văn Kính Dương đã có mời thêm 3 luật sư mới, phía tòa án cũng có chỉ định một luật sư khác bào chữa cho Văn Kính Dương. Tuy nhiên, bị cáo Văn Kính Dương không đồng ý luật sư mà phía tòa án chỉ định, chỉ đồng ý 3 luật sư mà phía gia đình bị cáo Dương mời đến để tham gia phiên tòa. Trong số 3 luật sư mà bị cáo Dương chấp nhận để bào chữa cho mình, có 2 luật sư đã tham gia bào chữa cho bị cáo khác nên nắm được toàn bộ nội dung vụ việc. Nữ luật sư mới, đoàn LS Hà Nội, tham gia bào chữa cho Văn Kính Dương sáng 23 tháng 7. 7:50, Ngọc Miu cùng với các bị cáo được áp giải đến tòa. Sau khi bước xuống xe, Ngọc Miu cười tươi, tự tin khi thấy được người thân đứng đợi. Hôm nay, luật sư mới bào chữa cho Văn Kính Dương cũng sẽ có mặt để bào chữa cho bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức Ngọc Miu, 26 tuổi, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Bá Thành và Lê Hương Giang được áp giải đến phòng xử án sáng nay. Văn Kính Dương bị xét xử 5 tội danh, sản xuất trái phép ma túy, mua bán trái phép ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong khi đó, người tình của Dương bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức Ngọc Miu, 26 tuổi, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước khi bị bắt về tội sản xuất, mua bán ma túy, Văn Kính Dương đã vượt ngục, trốn khỏi trại giam khi đang thụ án về các tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép ma túy. Sau đó, Dương tiếp tục phạm các tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, chiếm đoạt tài sản rồi sa vào con đường sản xuất, mua bán ma túy. Văn Kính Dương cùng đồng phạm đến tòa sáng 23 tháng 7. Theo lời khai trước đó của Văn Kính Dương, khoảng tháng 6 năm 2016, Dương đi chơi vũ trường tại Campuchia và quen biết người tên Tom. Cả hai móc nối cùng sản xuất ma túy, thuốc lắc. Tom chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất. Dương thuê địa điểm, thuê người, mua trang thiết bị và hóa chất để tổ chức sản xuất. Nguyễn Đức Kỳ Nam tự nhận chính là nhân vật bí ẩn tên Tom, người hướng dẫn, chỉ cho Văn Kính Dương sản xuất, điều chế ma túy. Tuy nhiên, trong 2 ngày xét xử, 16/17/7, bị cáo Lê Văn Mang đã tiết lộ sự thật về nhân vật tên Tom. Không có ai là Tom ở đây cả, Tom chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam, bị cáo Mang khai báo. Sau đó, Nguyễn Đức Kỳ Nam và Văn Kính Dương đã một lần nữa xác định lại, Tom chính là Kỳ Nam. Lý do các bị cáo cho lời khai giả là bởi Dương muốn một mình gánh hết tội trạng, riêng đối với Mang vì sợ hãi nên không dám thành khẩn khai báo. Với việc xuất hiện thêm tình tiết mới này, bị cáo Dương lại liên tục giữ quyền im lặng. Khi được xét hỏi, sức khỏe Kỳ Nam không tốt, khó thở, mệt, nên phiên tòa mới tạm hoãn 5 ngày.
Vũ Hoàng Anh Ngọc thành khẩn khai báo tại phiên tòa, mong nhận được mức án thấp nhất để sớm được đoàn tụ với hai con nhỏ. Riêng đối với Ngọc Miu, nữ bị cáo thừa nhận tội trạng, mong muốn hội đồng xét xử có thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo về nuôi hai con nhỏ, 4 và 7 tuổi. Hãy like, share, bấm đăng ký kênh để xem nhiều thông tin hơn nữa. Thanh yêu so mất mũ.